Không. Giờ đi bắt ếch rồi, hôm là về là có ngủ miếng nào không? Chưa, Chưa ngủ chưa miếng ngủ nào luôn luôn. á. Trời ơi. Đến giờ là Tắm rửa bắt đầu là nhảy đi bắn hết luôn á. Vậy con ếch. Rồi nãy uống cà phê gặp mấy em bánh luôn đó ha. Tận trưa luôn á cả nhà, mà tới giờ anh còn chưa ngủ đó. Đó cái đàn đó. Đây sao? Cái đàn nè, tôi đâu có dốc cô bác đâu, cái đàn là tôi đi động luôn. Cái đàn resort không ha. Đó. Rồi. Đủ đồ nghề luôn. Nói chung là đồ nghề để sắm để mà kiếm cơm thôi chứ không phải là đi đâu nha. Anh giờ ông nói cái nào nói cho rõ, đó là đồ nghề để đi kiếm cơm. Chứ không có đi đâu chứ. Để kêu gọi cô bác thì cô bác nói Dũng xin tiền cô bác. Đừng có nói Dũng xin tiền cô bác, tôi mắc cỡ lắm cô bác, thẳng luôn. Em cũng xin nói như vậy với anh Dũng, là cũng có một số bà con thì nghĩ trái về mình thôi, chứ còn đa phần là bà con rất là thương hoàn cảnh gia đình mình. Yeah. Không, chứ không phải là hết, chỉ có một vài người thôi là người ta chưa có hiểu mình, ta chưa có trực tiếp đến gia đình mình, cho nên ta đâu có biết cuộc sống mình sao đâu nha, cho nên là có cái sự hiểu lầm trong đó. Nói chung trực tiếp đến rồi mới biết, để mới biết thương gia đình anh. Cái hoàn cảnh nè, chị Huệ rồi em Thấm thì như vậy thực tế quá rõ ràng rồi, đâu có cái gì để gọi là dựng chuyện hay là nói thêm nói bớt nha cả nhà. Thì anh Dũng ơi, giờ này thì bé cũng ngủ rồi, thì dạ. Cho em hỏi nha. Dạ. Thì về bên phía bé tí đi, thì giấc này lúc nãy thì bé còn thức, mình hỏi sợ bé đau lòng á. Thì em nó mình phát hiện em nó có em bé lúc nào ha anh? Cũng lâu rồi, cả mấy tháng cứ quỷ về. Dạ. Mới nửa tháng rồi. Mới nửa tháng mình phát hiện lên ha. Dạ. Thì trước kia là mình không thích biểu hiện em lạ ha. Không. Không có đó bất ngờ ha. Bất ngờ thôi. Nó gặp thằng kia nó gặp mừng. Gặp thằng kia nó bằng chết. Nhưng mà lúc đó là anh chưa đón ra được là cái gì đúng không? Tối ngày nó mở bên clip đó hoài. Cái buồn kia nha. Thằng nó ở đó đó. Cái này đó không biết. Đây. Thôi được rồi, đừng có mở bé. Chủ yếu là tụi em muốn biết vậy thôi, để ví dụ như cái người thanh niên kia là khoảng bao nhiêu tuổi anh Dũng? 13 tuổi, 14 tuổi rồi. Nó là quỷ dương. Nó chứ hiện giờ mới 13, 14 tuổi thôi mà làm cái bé hỏi nó khai nó rồi nó có đó. Sau khi anh biết sự việc vậy thì chắc anh bất ngờ đó. Bất ngờ luôn á, thẳng luôn. Mà anh bữa hổm tôi xuống tới nhà luôn. Rồi anh Dũng ơi, thì nhà nó nghèo quá rồi, biết làm sao rồi. Rồi bé Thấm với khổ hơn mình hả anh Dũng? Với người em trai kia á thì có hẹn hò gì không mà sao xảy ra chuyện đó? Nó bị về hồi trước đó, lên đây chơi. Nó đi bán số thì nó ghé đây nở. Cũng cho nó ở nhà luôn. Nói với mẹ nó khổ không có nhà ở, bị ta chúng đuổi lên đuổi xuống. Dạ. Đó. Vậy mình mà phát sinh ra tấm lòng mình cũng thương người ha, mình dạ. Giúp ha anh Dũng. Dạ, giúp vậy thôi. Cô ngoan luôn ha anh. Ở đây ban đêm rồi luôn. Ở đây nó ngủ trước đó, chứ ở trong này là hai chồng tôi ngủ rồi, đâu có vô ra được. Dạ. Với anh Dũng, anh vợ chồng anh cũng nói thật, anh không có giấu giếm gì cả nhà. Thì có biết nhiều có nói nhiều. Con nuôi mày nè, con nuôi với em nè, đồng con nuôi. Chồng con nuôi ha. Dạ. Hai chồng tôi đi rồi, nó ở nhà làm bậy nhỏ vậy. Đợi tôi. Còn nhỏ xíu mới 13 tuổi biết luôn vậy. Nó biết luôn. Bây giờ nó coi cái ông nội này. À đó đây ha. Rồi nó kêu bộc phát cái tánh tà đó. Ở như vậy trời. Hồi lúc trước á ta cũng cho cái máy thứ gì mà cái loại kia chứ không phải loại này. Nó bỏ đi luôn. À là cái bữa hổm nó lên đây nó tính mượn nhỏ này cái máy nữa cho hồi không. Không cho. Tính ăn quen làm nữa hả? Tính ăn quen làm nữa. Anh Dũng mà đứa bé 13 tuổi đó là làm nhiều lần không mà? 3 lần đó, nó nói 3 lần. 3 lần nha. Xuống tới nhà luôn. Chính miệng nó nói gì? Rồi, chính miệng nó nói luôn. Xuống dưới ai cũng nói vậy. Chính miệng thừa nhận đúng ha. Đây nè, có gì người dòng họ ruột dưới ngoài đó, bây giờ là đêm nào bán lên, bả góp tiền đây. Bả không cho lên đây nữa. Thì lúc đó chắc anh bực bội lắm mà gán dằn hả anh? Dạ. Mày em không ngờ nhỏ này nghe. Bây giờ bữa hổm không có mấy em đâu tức.
đầu gan mình xúc động luôn. Là cái lúc mà mình chưa có phát hiện là em Thấm là có mang ha, là mình chỉ nghĩ là bệnh khác thôi. Nó bệnh gan chứ không. Rồi nhưng mà không ngờ lên bác sĩ khám thì nói vậy chứ mình rồi. Đứng hình luôn. Rồi đứng hình luôn thiệt. Tôi cũng không luôn á, đi về dài rồi không ngã nhau nữa. Mấy bà này mua mẹ con bị chợ bị tao quýnh thì không nghĩ. À nói vậy luôn ha, là người ta chưa biết sự việc đó ha. Dạ, tao nói bị quýnh thì không. À chắc là chị Huệ chắc bị người ta bập phải gì rồi. Mới khóc. Không, mà ai ngờ đó là cái chuyện mà động trời đó ha. Dạ, con nghe em nói là có thai là em khóc luôn á. Em khóc thì dạy được lấy mụ mà hai mẹ con mà chợ mình tao quýnh thì không nhỉ. Ừ. Mà giờ hỏi em không nhớ lời. Rồi lúc chị Huệ dẫn Thấm đi khám đó thì phát hiện ra là Thấm có mang được mét bao nhiêu tháng rồi chị? Rồi mới có 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi. Mà lúc đó là chị có nghĩ là của ai không? Không, em không biết ai luôn, mỏi nó không có nói, nó không biết ai luôn. Túng quẩn trong người mình không biết là của ai luôn ha. Gói mới phát hiện ra là gói liền, gói như tờ giò luôn. Bởi vì công an có đi với công an của bên Đồng Tháp, người ta đi với điều tra. Dạ. Phối hợp công an dưới này, trên này. Dưới trong thời gian đó em xin lỗi anh Dũng nha, với chị Huệ nha, thì trong thời gian đó mấy anh em cũng có đăng lên đó, thì cũng có một số khán giả là cũng nghi ngờ là anh, tại vì này em xin lỗi anh trước, tại vì khán giả người ta vậy đó, nhưng mà sự thật là một cái em trai đã làm vậy với cái Thấm đó anh. Từng cu mang làm nhận làm con nuôi luôn, rồi nó làm vậy với con của mình là vậy. Thiệt đó là thời điểm đó là anh Dũng với chị Huệ là đứng hình luôn cả nha. Em khóc luôn, em khóc gì dài hơn được mấy bà đó, mấy người cho 100 ngàn đi khám đợi, khám bầu, cho đi khám bầu 100 ngàn. Rồi sao mình mới phát hiện là cái người đó với con mình vậy ha? Bây giờ anh Phương ở Đồng Tháp, ảnh cho công an, bà ảnh qua phối hợp với công an hôm nay, là đi dưới điều tra nữa. Người tự thừa nhận luôn vậy? Tự thừa nhận luôn, đâu dám là chối. Anh nói là ở nhỏ này là ba nè, tại đây nè. Mà theo anh chị có nghĩ là thật sự nó nói ba lần vậy mình có tin hay không? Không, tin chứ. Khai chỉ có ba lần thôi phải không? Trời ơi. Ông Phương lâu công an bển qua liền phối hợp với công an này xuống dưới. Nửa niệm dũng nó nói ba dũng rồi bắt 13 tuổi. Đàn ông rồi. Công an điện lại tôi luôn, nó không bắt được đồng phạm rồi. Anh có tới bển luôn không? Có chứ. Giáp mặt với người đó luôn ha. Giáp mặt luôn. Có anh Phương đi nữa mà. Mà nghe nói lâu là anh tới nhà rồi anh thấy hoàn cảnh khổ quá rồi anh cũng muốn làm khó luôn phải không? Không có làm khó luôn. Ấy, anh Dũng cũng có sự thông cảm. Ông ngoại nó nè. Rồi mẹ nó khùng nữa. Ở trên bọn đó khùng nữa. Vậy gặp người khác là dễ gì bỏ qua. Ta làm cho tới cùng luôn á. Nhưng mà ngặt thì anh có như anh thấy đồng cảm với cái cảnh khổ của mình thôi. Anh bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn. Không lẽ làm gì đó vậy. À là có một chuyện này ha, chứ không phải để yên gì đâu. Rồi khi mà bé Thấm với em bé có trục trặc đó anh, thì bên bên nội cũng như là bên kia đó có qua thăm ha? Không, không luôn. Nói vậy luôn không? Không nói luôn. Bỏ đứt luôn hả? Bỏ đứt luôn. Nói bây giờ luôn. Không nói luôn thăm lên. À, có điện thoại hỏi thăm được không chị? Không luôn. Bây giờ nó xuống đây là tôi không cho nó xuống. Nó mới lên nè, bữa đó nè, ở dưới lội lang thang á, bây giờ là đói rồi, đi kiếm, kiếm ăn. Mà ai đâu nuôi. Dạ. Ai nó biết nhiều quá. Chị rồi như là em có nghe nói bây giờ là nó nhậu nhẹt gì luôn. Có luôn, là mới cho 3 triệu rưỡi. Thì bắt đầu đi mua Tiger uống liền. Trời ơi. Thôi đó trời, sung sướng. Cái đó quá ngon rồi. Quá ngon rồi. Là cũng như là Mạnh Thường Quân cho 3 triệu gửi xách tiền đó đi mua bia uống mà bia ngon nữa chứ. Quá sức này rồi. Sao nó rủ anh ta, rủ người vợ uống chứ. Tôi đâu có biết uống đâu. Tôi uống cà phê, uống thuốc là rồi. Lỡ nó có rủ anh chứ, anh uống không? Không luôn đó. Rồi mới 13 tuổi mà uống rượu bia dữ thằng tội. Ông già nó luôn đó, ông già nó đi sinh đó. Cái thằng lết đi sinh đó. Dạ. Què cái sủi. Trời ơi, hết sức này thiệt. Mới cho cái bóp ra rồi xách đi liền. Cái gì chị? Pin heo. Pin mà ấy á mà. Pin heo. Pin heo. Cáo quá đừng nói. Nó nữa. Ôi, ôi. Quay với bé Thấm luôn hả? Hay là trên video? Trên điện thoại ha.
này nó có bị bệnh gì thằng ấy vấn đề gì bà ngoại, nhưng bà ngoại muốn bình thường. Bà ngoại nó không được bình thường, ông ngoại nó không bình thường, mẹ nó không bình thường. Bà ngoại bình thường. Cho nên vậy thôi, anh thấy vậy, anh chị thấy vậy bỏ luôn chứ sao giờ. Sao giờ mình đưa con mình đi. Thấy à. Anh Dũng với chú Huệ theo cho em hỏi ha. Theo mà cái em đó đi, ví dụ như em ví dụ thôi nha. Như một cái nhà nào đó có điều kiện. Đó, như con của người ta lỡ như vậy mà xuống năn nỉ anh chị và bảo bọc luôn cả bé thì lúc đó mình có chấp nhận không anh? Chấp nhận chứ, nếu bảo bọc thì tôi chấp nhận, còn bên kia nó không có không bình thường sao bảo bọc nhỏ này được. Dạ. Yeah. Dùng đó cũng là một cái không được may mắn gì mình cho gia đình mình thì mình cũng giống như là hạn chế. Mình đã khổ rồi thì thấy cái hoàn cảnh khổ hơn, mình bảo bọc ai ngờ đâu thì nó trả ơn mình lại như vậy à. Anh dạ đau ba sốc còn nhỏ luôn phải buồn lắm hả chị Huệ? Ta mới cho cái đau bông cũng đem bán luôn, hồi đi bán số cũng tiêu. Hôm nay cho đau bông đem nổi lên đó. Cái bông đó của ông Kha cho tới giờ còn đổ lại đó. Bởi vậy mần ăn kiểu đó đó, thằng kia. Ông bà ta thường nói là giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán. Đúng rồi. Mà nó có tuổi đời nó còn quá trẻ mà nó biết cái đó nó mới hay chứ. Em đi hồi đó giờ chưa biết nữa luôn. Có chồng bây giờ chưa biết nữa luôn. Em nói giờ nhiều cái đó là kêu bị việc quá mà mới cho bà nhiều nữa là sách chạy liền, chạy đi mua bia uống liền luôn trước mặt cái đó tới xuống quay luôn á. Trời ơi hết biết điều đó rồi mai mốt mà ai mà cho nữa. Nhỏ lớn giờ chưa biết nhớ luôn, tôi còn chưa dám mà tới cái vụ đó nữa. Dũng với chị Huệ đi ăn uống còn phải nhín nhúc phải lo đặng chừa lại cho anh Thấm là lo bệnh cho em nào nữa. Đọc được lộ thấy bà cho mà mấy mọc sữa mọc sữa đó sữa còn đó. 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 Đó chị anh chị đâu dám uống đâu của nó đâu ra gớ đâu đó thì đây thì mình cũng muốn xác thực em muốn cà phê gì năm cà phê mua cà phê trăm cà phê đây thì cả nhà thấy đó anh mình muốn xác thực đây chuyện gì mà như tất cả cái phần quà mà Mạnh Thường Quân cho đó. Em Thấm đó, là để riêng quà, hết phần quà trong tủ cũng vẫn còn luôn đó sữa hạt đó đó xào bông xào quéo thì của nó đó không xài không đi chung nữa. Nó xà bông gọi đầu nó đó, còn bỏ ông tủ kìa. Dạ. Không gớ cái của nó là gì chứ. Của con là không gớ thẳng luôn. Dạ, vì hôm nay tụi em cũng đến đây cập nhật để cho quý vị khán giả cũng như là được biết về hoàn cảnh của anh Dũng là hiện tại và ngay lúc này như thế nào. Thì có gì có ý kiến gì bình luận hay là trái chiều gì đó thì cô chú anh chị chia sẻ giúp cho không có thủ để gì đó. Em nha. Đâu cái này đó bây giờ nó chặt hẹp vậy đâu có để đâu được. Dạ. Yeah. Phải chịu để vậy rồi. Đây coi anh bê của nó không đó. Đồ đạc thì đâu có tủ tiếng gì đâu để treo. Có cái chỗ này sao để tủ được. Đồ đạc nó chết luôn. Treo vòng vòng ở trên vách cầu đó. Nhiều khi tôi ở đây mà ta còn nói giả ở dưới giả cầu đặng cho ta thân đó. Nó nói gì tới vậy nữa. Trời đất ơi trời. Không biết nói sao giờ. Thiệt là đau lòng quá ha. À, đau lòng thiệt luôn. Vậy thì thôi em, tụi em cũng để cho anh chị nghỉ ngơi với em Thấm dạ, rồi nghỉ ngơi nữa ha. Dạ, cảm ơn. Em cập nhật cảm ơn chị này để cho khán giả mình biết thôi. Dạ. Em cảm ơn chị với anh Dũng nhiều nha chị Huệ. Khán giả có gửi thì tụi em